Pippa Pippa, chị đã xin chào tất cả các bé nha. Nếu các bé tưởng tượng thử xem Elsa mà chơi Facebook thì chắc cũng trở thành một hot girl như ca sĩ Khởi My phải không nào? Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có cơ hội để lựa chọn trang phục và trang điểm cho Elsa, chụp một bức ảnh mà Elsa sẽ cảm thấy thích để đăng lên Facebook nhé. Hãy tưởng tượng nào. Bây giờ thì chúng ta hãy bắt đầu thôi. Đầu tiên thì chúng ta sẽ giúp Elsa make up nhé. Ở đây có các kiểu trẻ chân mày này các bé ơi. Đây là kiểu trẻ mascara. Kiểu trẻ mascara như thế này thì trong đôi mắt Elsa to hơn. Rất là đẹp đúng không nào? Mi dài ra hơn kìa. Cong luôn. Chị ta sẽ chọn kiểu chải mắt cho ta như thế này cho Elsa nhé, để được phần quyến rũ. Và đây là phần lồng mắt chúng ta có thể lựa chọn. Ngày hôm nay thì chúng ta hãy đặc biệt phá cách cho Elsa thôi. Thì chị với nó sẽ chọn phần màu mi mắt là màu hồng, vì thường ngày thì Elsa có vẻ là dùng màu mi mắt là màu xanh dương với không nào, màu xanh da trời. Đây là phần má hồng, thì chị đã sử dụng phần màu má hồng như thế này để hôm nay Elsa trông là tươi tắn hơn và hồng hào hơn. Ở phần màu son môi thì chị đã sẽ chọn cho công chúa Elsa phần màu son môi là màu đỏ hồng như thế này, trông rất là quyến rũ vậy phải không? Chúng ta không cần nhất thiết phải chọn màu đỏ tươi như thế này, màu đỏ thẫm. Thì trong sau đây ta có cảm giác là không tự nhiên cho lắm. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ giúp Elsa chụp một tấm hình nhé. Wow. Kế tiếp đây xong rồi. Đây là phong cách chụp hình theo kiểu make up của chúng ta. Elsa vừa đăng lên Facebook đó các bé ạ. Kế tiếp thì chúng ta sẽ thay đổi kiểu make up khác. Ở đây thì chị đã sẽ chọn phần màu chuốt mascara như thế này. Phần màu mi mắt là phần màu tím, với phần màu má hồng là màu da, thì phần son môi là phần màu đỏ, thì trông có vẻ hơi dữ phải không nào? Nên chúng ta sẽ chọn phần màu hồng như thế này, khá hài hòa với phần màu mi mắt. Bây giờ thì chúng ta hãy xem nào. Chúng ta sẽ chọn kiểu tóc nha. Đây là kiểu tóc xõa rất là khác lạ, hoặc là bím như thế này, hoặc là bới lên. Đây, rất là đẹp. Chị Bí Đỏ sẽ chọn với phần trang điểm như thế này thì chúng ta nên chọn kiểu tóc này thì có lẽ là phù hợp với Elsa nhất rồi phải không nào? Rất là kiêu sa. Đây là trang phục có thể phối hợp với những chiếc áo như thế này thành cả set đồ. Như là một con nhím vậy phải không? Với phần kiêu kỳ như thế này thì chúng ta có lẽ nên chọn thử cho Elsa chiếc áo này phối hợp với chiếc váy này, rất là đẹp. Phần trang sức là phần trang sức này các bé ạ. Chị đã sẽ chọn đôi bông tai màu hồng như thế này cho Elsa. Phần cổ như thế này khá là phù hợp, hoặc là kiểu này. Kiểu này thì phù hợp nhất phải không nào? Và một chiếc vòng đeo tay nữa. Rồi, đây là các kiểu dài. Chị đã sẽ chọn kiểu dài này cho Elsa phối hợp cùng với chiếc túi màu xanh này. Đẹp quá phải không nào? Bây giờ thì chúng ta hãy xem nào. Wow. Cùng Elsa chụp hình một tấm tracking để up lên Facebook nha. Chúng ta hãy xem Elsa viết gì nào.
Trông giống như là một cô công chúa thật sự phải không nào? Rất là đẹp, các bé có cảm thấy như vậy không? Và thời gian video của chị Vida đã hết rồi. Nếu các bé xem tiếp theo, Elsa sẽ up scene lên Facebook nữa, thì các bé hãy theo dõi video tiếp theo của chị Vida nha. Còn bây giờ chị Vida mến chào tạm biệt tất cả các bé.